Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Bán Phát. Và bây giờ cũng đã là cuối tháng 8 rồi và mùa tựu trường mới đã tới. Ngoài việc và chuẩn bị cho các bạn sách vở, quần áo đi học, thì với những bạn tân sinh viên năm nay mới bắt đầu đặt chân vào cổng trường đại học thì các bạn cũng cần sắm sửa cho mình một chiếc laptop. Đây là một cái dụng cụ học tập mà không thể thiếu đối với các bạn sinh viên trong vòng 3 đến 4 năm học đại học. Tuy nhiên, với những bạn sinh viên thì khi mà mua laptop, đôi khi các bạn mắc phải một số sai lầm khiến cho việc sử dụng laptop sau này của các bạn không được như ý. Vì vậy, ngày hôm nay thì tôi sẽ nêu ra một vài sai lầm đó để các bạn có thể tránh khỏi và có thể ưng ý hơn trong việc lựa chọn laptop và sử dụng của nó trong vòng 3 đến 4 năm học đại học hay là sau này đi làm cũng thế. Chúng ta hãy cùng bắt đầu nhé! Sai lầm đầu tiên và có lẽ là sai lầm sẽ kéo theo rất nhiều cái tai hại khác, đó chính là việc không xác định được nhu cầu của bản thân. Không xác định được nhu cầu của bản thân khi mua hàng thì sẽ khiến cho bạn khó khăn trong bất cứ việc giao dịch, mua hàng một cái thứ sản phẩm nào khác chứ không chỉ là laptop đâu. Và việc mà các bạn không xác định được nhu cầu của bản thân khi mà sử dụng một chiếc laptop thì nó sẽ kéo theo đến nhiều cái hệ quả, ví dụ như là bạn sẽ không ưng ý khi dùng laptop, hay là các bạn sẽ bỏ ra quá nhiều tiền trong khi nhu cầu mình không cần như thế. Vì vậy, ngày hôm nay thì mình sẽ chia ra rằng nhu cầu của một bạn sinh viên thì sẽ có ở 3 mức. Đầu tiên là mức phổ thông, đó là cho những người dùng cơ bản, chỉ có những cái tác vụ nhẹ nhàng như là Word, Excel, PowerPoint để phục vụ cho việc thuyết trình, học tập. Thì các bạn sẽ sử dụng thêm một số tác vụ giải trí như là YouTube, Facebook, xem phim hay là học online. Vì vậy nên là những cái nhu cầu này nó sẽ rất bình thường, sẽ phù hợp với những cái bạn nào sẽ sử dụng một chiếc laptop nhẹ nhàng và giá cả thì không cao quá. Và nhóm thứ hai là nhóm kỹ thuật và lập trình viên, thì đây là một nhóm sẽ có yêu cầu cao hơn. Khi bạn mua một chiếc laptop về không chỉ là phục vụ những cái công việc bình thường, tác vụ bình thường như nhóm phổ thông nữa, mà bạn sẽ cần một chiếc laptop có cấu hình mạnh hơn, cao hơn để cho các bạn có thể phục vụ việc học tập cũng như công việc của bạn, như là thiết kế web, thiết kế 3D cũng như là dựng phim, chỉnh ảnh. Và như thế thì chúng ta sẽ cần một bộ máy có giá tiền cao hơn, đi kèm nó là một màn hình đẹp hơn và cấu hình chắc chắn phải cao hơn. Và nhóm cuối cùng là nhóm cao cấp nhất, đó chính là nhóm gaming. Thì đây là sẽ phục vụ cho những bạn sinh viên mà có yêu thích chơi game. Mình nói là những cái game mà sẽ có đồ họa cao hơn và yêu cầu là cấu hình sẽ cao hơn. Vì vậy nên là cái nhóm này sẽ là chủ yếu là laptop gaming và phù hợp với những cấu hình khủng và giá tiền của nó cũng sẽ là cao nhất. Vì vậy nên là các bạn sẽ phải xác định rằng mình sẽ thuộc nhóm nào: dòng phổ thông chỉ làm những tác vụ cơ bản hoặc là chơi game nhẹ nhàng, hay là dòng thiết kế đồ họa dành cho công việc như là các bạn dựng phim hay là chỉnh ảnh, hay là các bạn sẽ là dòng game thủ khi mà chúng ta dùng các laptop của mình để tham gia chiến game trong vòng 3-4 năm đại học. Các bạn hãy phải xác định để mình không bị nhầm lẫn khi mà thiết bị của mình sẽ có thể phục vụ không tốt trong cái nhu cầu của các bạn. Các bạn hãy chú ý nhé. Sai lầm thứ hai khi các bạn lựa chọn laptop, đó chính là việc sai lầm trong lựa chọn cấu hình. Lựa chọn cấu hình sai thì các bạn sẽ dẫn tới hai điều. Điều thứ nhất là nếu như các bạn lựa chọn một cấu hình cao hơn so với cấu hình mà mình cần, thì điều này sẽ khiến cho các bạn sẽ phải bỏ ra nhiều tiền hơn so với nhu cầu thực tế của mình, trong khi số tiền đó thì bạn có thể làm được những thứ khác. Còn điều tồi tệ nhất đó chính là việc bạn sẽ lựa chọn một cấu hình thấp hơn so với nhu cầu sử dụng của mình. Điều này sẽ tạo nên rất nhiều phiền phức cho các bạn trong cái việc là học tập cũng như là làm việc sau này. Ví dụ như là bạn phải thường xuyên chỉnh ảnh cũng như là dựng video với một cái laptop sử dụng chip Pentium đời cũ cũng như là không có cạc rời. Vì vậy nên các bạn sẽ thấy cực kỳ khổ sở cũng như là tự luyện cho mình một bản tính là nhẫn nại, kiên trì. Đó là những gì mà mình đã xảy ra trong 4 năm đại học. Và bây giờ thì mình mua laptop mới và cũng đã đỡ hơn rất nhiều. Một số thông số mà các bạn sẽ phải chú ý khi mà lựa chọn về cấu hình, đó chính là CPU, các màn hình, RAM cũng như là ổ cứng. Thì ở đây chúng ta sẽ cùng đi từng tí một nhé. Đầu tiên là về CPU, thì nói chung là CPU sẽ có rất là nhiều thông số linh tinh xung quanh, nhưng bạn chỉ cần để ý xem là nó là thuộc chip Pentium hay là chip Core i. Nếu là Core i thì dòng Core i X, có nghĩa là số X đằng sau là 3, 5 hay là 7. Càng cao thì là chip càng mạnh và giá tiền cũng sẽ là càng lớn hơn. Và tùy vào nhu cầu của bạn có thể lựa chọn. Nếu như các bạn sử dụng người dùng phổ thông thôi thì các bạn sẽ sử dụng chip Pentium hoặc là Core i3 là đã đủ nhu cầu của mình rồi. Tất nhiên là phải với chip là đời mới càng tốt nhé. Còn với những người dùng mà thuộc phân khúc là kỹ thuật cũng như là gaming thì các bạn nên sử dụng chip là từ Core i5 trở lên, Core i7 thì càng tốt. Thêm một điều nữa về CPU là các bạn hãy chọn chip đời càng mới càng tốt.
Hiện tại thì thời điểm này thì chip đời 8 đã có nhiều, tuy nhiên thì đời 7 vẫn dùng tốt vì các bạn sẽ sử dụng là trong vòng 3 đến 4 năm tiếp. Vì vậy nên là các bạn nên lựa chọn chip đời 7, đời 8 thì sẽ tốt hơn là các chip đời về sau. Một cái thông số nữa ảnh hưởng rất là nhiều đến cái cấu hình của các bạn, đó chính là card màn hình. Card màn hình có thể là card onboard được tích hợp luôn vào trong CPU của các bạn, hoặc là card màn hình rời, đó chính là VGA. Và với cái card màn hình này thì nó sẽ khiến cho các bạn sẽ có hình ảnh xuất ra nhanh hơn, mượt mà hơn, cũng như là xử lý hình ảnh tốt hơn, khiến các bạn chơi game được có thể là có những chất lượng cao hơn. Và card thì thường thường là chúng ta sẽ có hai hãng, đó chính là hãng AMD cũng như là Nvidia. Và các bạn cái lựa chọn mà card càng cao càng tốt, số liệu càng cao càng tốt thì chúng ta sẽ càng có cái cấu hình cao hơn và giá thành đương nhiên là cao hơn. Các bạn hãy dựa vào những cái yếu tố như là tiền chi ra hay là nhu cầu của mình thì để lựa chọn càng phù hợp nhé. Và một thông số không thể thiếu trong chiếc laptop của bạn đó chính là RAM. Với nhóm phổ thông thì các bạn thường thường sẽ chỉ cần khoảng 4 GB RAM là đủ rồi. Còn với những cái nhóm mà sử dụng việc cao hơn, ví dụ như là gaming hoặc là cấu hình để dựng phim hay là làm đồ họa, thì các bạn sẽ cần dung lượng RAM ít nhất trong khoảng từ 8 GB đổ lên để các bạn có những trải nghiệm tốt hơn. Và mình khuyên các bạn sẽ sử dụng ít nhất là DDR3 hoặc là DDR4 để có thể sau này khoảng 3-4 năm thì các bạn không phải lỗi thời nữa. Và tiếp theo thì là một cái phần cũng khá là quan trọng, đó chính là ổ cứng. Chúng ta sẽ có hai loại ổ cứng là ổ HDD và ổ SSD. Với ổ HDD thì chúng ta sẽ có dung lượng lớn hơn, tuy nhiên thì nó sẽ cho chất lượng sẽ chậm hơn, đọc sẽ chậm hơn. Còn với SSD tuy giá thành nó sẽ rất mắc nhưng mà nó sẽ cho các bạn một cái hiệu năng cao hơn cũng như là máy các bạn sẽ chạy mượt hơn. Đặc biệt là Win 10 chạy với SSD thì nó sẽ khắc phục được lỗi phân đích. Ngoài những cái thông số cơ bản thì các bạn cũng nên chú ý đến một vài những cái chi tiết khác, đó chính là màn hình, bàn phím, trackpad, âm thanh cũng như là các cổng kết nối. Đầu tiên là về màn hình thì mình sẽ nói nhanh rằng màn hình các bạn sẽ chú ý đến hai chi tiết, đó chính là kích thước của màn hình và độ phân giải. Kích thước thì nó sẽ có kích thước là 14 inch, 15,6 inch và 17,3 inch. Các bạn dựa vào những cái trải nghiệm như thế nào thì các bạn hãy lựa chọn màn hình phù hợp. Ví dụ như là nhóm phổ thông thì chúng ta chỉ cần khoảng 14 inch thôi. Các bạn nào muốn chơi game hoặc là muốn làm đồ họa thì màn hình càng to càng tốt. Tiếp theo đó chính là độ phân giải. Hiện tại thì nhiều bạn hay nhầm lẫn rằng chúng ta nên mua màn hình HD để cho có giá rẻ hơn. Thì các bạn không nên làm điều đấy bởi vì màn hình HD và màn hình Full HD thì sẽ có cái giá cả nó không chênh lệch nhau nhiều. Tuy nhiên thì hiệu quả nó mang lại sẽ tốt hơn rất nhiều. Vì vậy nên là mình khuyến khích các bạn nếu mà mua laptop trong thời điểm này thì tốt nhất hãy chọn màn hình Full HD. Còn nếu mà các bạn có lựa chọn cao hơn thì mình càng khuyến khích. Mà một điều quan trọng nữa các bạn sinh viên cũng nên lưu ý đó chính là các cổng kết nối. Đối với những các bạn sinh viên khi mà các bạn làm bài tập và trình bày bài tập của mình lên trên bảng thì chúng ta sẽ thường xuyên phải sử dụng các thiết bị trình chiếu. Vì vậy nên là các cổng kết nối cũng vô cùng quan trọng. Chúng ta phải có một chiếc cổng kết nối từ chiếc laptop của mình ra một chiếc máy chiếu ở trên giảng đường làm sao cho nó phù hợp. Vì vậy nên là các bạn khi mua máy thì hãy chú ý đến điều này nhé. Nếu như máy tính laptop của các bạn yêu thích mà các bạn không có những cổng kết nối đó thì mình khuyên các bạn rằng nên mua thêm một chiếc cáp chuyển đổi thì sẽ tốt hơn. Thường thường ở các trường đại học thì máy chiếu sẽ sử dụng đầu HDMI, vì vậy các bạn nên chú ý nhé. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ nhắc đến hệ điều hành. Thường thường anh em hay cài Win dạo và sử dụng Win lậu thì đây là một cái điều mà chúng ta không nên làm. Tuy rằng là nó sẽ tiết kiệm cho chúng ta rất nhiều tiền, tuy nhiên khi mà bây giờ chúng ta mua laptop thì chúng ta sẽ được tích hợp cả Win bản quyền vào trong chiếc laptop của mình. Có thể phiên bản sẽ không có Win bản quyền thì nó sẽ rẻ hơn cho anh em khoảng mấy trăm. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta có Win bản quyền thì chúng ta sẽ không lo lắng về việc update sau này, cũng như là lo sợ bị hacker tấn công. Vì vậy nên là mình nghĩ rằng việc sử dụng Win bản quyền hay là không thì ở sở thích của các bạn thôi. Tuy nhiên thì mình vẫn khuyên là các bạn sử dụng Win bản quyền thì sẽ tốt hơn. Vừa rồi thì tôi đã nêu ra một vài sai lầm cũng như là lưu ý mà các bạn cần phải biết để cho một bạn sinh viên không còn là gà mờ khi mà đi mua laptop trong những năm đầu mình bước chân lên cổng trường đại học nữa. Hy vọng là các bạn nhờ những cái video này thì các bạn sẽ có được những cái lựa chọn tốt hơn cho mình và có thêm những kiến thức. Chúc các bạn sẽ chọn được một chiếc laptop ưng ý và để có thể theo các bạn trong 3-4 năm đại học cũng như là sau này đi làm nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trên kênh Anphat Computer.